Như báo Tầm Nhìn đã đưa tin, tại khu liên cơ Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đang tồn tại một bãi giữ xe không phép, đồng thời dựng quán cà phê trên phần đất vỉa hè cây xanh đối diện cổng trụ sở. Tại bãi giữ xe này, hàng ngày có hàng chục xe ô tô, xe máy của người dân đến làm thủ tục hành chính. Theo quan sát tại đây, có một phần diện tích được lợp mái tôn kiên cố, khu nhà điều hành và quán cà phê. Ngày 5 tháng 10 năm 2018, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính số 00-22-888 đối với ông Trương Văn Minh, đại diện bãi trông giữ xe trên, vì lỗi tổ chức hoạt động khai thác bãi trông giữ xe khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép theo quy định, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Minh mức phạt tiền 3 triệu 500 nghìn đồng và yêu cầu giải tỏa ngay bãi trông giữ xe không phép, không tái phạm. Tiếp đó, ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên ra văn bản số 2103 UBND về việc xử lý chống tái vi phạm tại bãi xe trái phép tại phường Việt Hưng, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng chủ trì, phối hợp và xử lý chống tái vi phạm tại khu đất đối diện khu liên cơ Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, yêu cầu đội Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với Công an quận thường xuyên kiểm tra, giám sát, chống lấn chiếm, xử lý nghiêm vi phạm. Gần một năm sau, đến ngày 5 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng lại tiếp tục kết hợp với các đơn vị kiểm tra bãi trông giữ xe vi phạm trên, yêu cầu bãi xe cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan và ngừng toàn bộ việc trông giữ xe từ ngày 6 tháng 6 năm 2019. Nhưng bãi xe này vẫn ngày ngày hoạt động ngay trước mắt lực lượng chức năng quận Long Biên. Điểm trông giữ xe ở trước cổng khu liên cơ là dân quận thì thuộc quy hoạch là giải cây xanh cách ly, thuộc cái dự án của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, tức là Tổng Hút, và phần đất thuộc bãi đỗ xe là thuộc cái dự án của Hút đang quản lý. Cái hoạt động trông giữ xe tại cái vị trí trên thì cũng được Ủy ban dân phường và quận kiểm tra 2 lần, tuy nhiên thì cũng không được xuất trình được cái giấy phép đăng ký trông giữ xe theo quy định, và phường và đội thanh tra giao thông cũng đã lập biên bản 2 lần, lần tháng 10 2018 và lần tháng 6 2019. Ủy ban dân quận cũng đã chỉ đạo phường và đội xử lý dứt điểm với việc tồn tại trông giữ xe trên. Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên tiếp tục ra văn bản lần 2 số 1340 về việc xử lý, duy trì, chống tái vi phạm tại bãi xe trái phép tại phường Việt Hưng. Đến đây, dư luận đặt ra câu hỏi có hay không việc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xử phạt hành chính để cho có. Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng và các cơ quan liên quan quận Long Biên có làm hết chức năng nhiệm vụ của mình theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, có xử lý triệt để vi phạm hay không? Hay đang có một thế lực nào đó chống lưng cho bãi xe này hoạt động bất tuân pháp luật? Chúng tôi sẽ đăng tải trong những số tiếp theo.